Thôn 4 xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Cát Tiên, tách biệt hoàn toàn với các khu dân cư bên ngoài hàng chục km. Nơi đây có cộng đồng người Mạ, người Sờ Tiên sinh sống hòa thuận với thiên nhiên từ nhiều đời nay. Với người Mạ, cây trà dây là một loại dược liệu quý nhưng không nhiều người biết đến do loại cây này chỉ mọc trong rừng nguyên sinh. Người Mạ đi rừng thỉnh thoảng hái về pha uống như một cách để trị đau dạ dày, giải nhiệt cho cơ thể. Và chị KDR là người miệt mài tìm cách thuần dưỡng cây trà dây từ rừng nguyên sinh Cát Tiên gần 10 năm nay, đem về trồng trong vườn nhà, mở ra hướng sản xuất cây dược liệu cho vùng núi sâu này. Trà dây là một loại cây leo, mọc hoang ở trong rừng. Nhiều người dân biết về giá trị loại cây này nên đã thử lấy giống về trồng nhưng không thành công. Cái cây này là có nguồn gốc tại rừng quốc gia Cát Tiên này. Nó có 6 loại. Cái cây này hiện tại bây giờ tôi đang trồng là 4 loại. Và cái rừng nhiệt đới này rất là phù hợp với cái dược liệu quý này. Tôi muốn nhân rộng cái mô hình là để động viên chị em hội viên là tiếp tục tăng kinh tế hộ để mà nhân rộng cái mô hình này để và tôi mua cái lá này để tôi chế biến thành phẩm để mà phục vụ cho cái khách gần xa có cái nhu cầu nhất là điều trị về dạ dày. Có người thì thích là uống giải khát, cái trà dây này rất là hợp khẩu vị nên là người ta rất là ưa chuộng. Hiện tại bây giờ tôi bán 300.000 một ký, 2 năm trời vừa học vừa làm, uống chưa biết luôn, uống chưa thành công luôn. Xong bắt đầu là mua cái điện thoại di động thông minh ấy. Xong rồi gõ qua mạng, xong bắt đầu là học từ cái khâu là trồng, rồi tái sinh, rồi hái, chế biến, xào, ủ, thành phẩm, rồi đóng gói. Đúng 4 năm trời xong vừa học vừa làm rồi thấy cũng được, cũng có khách hàng 1-2 người, 5-10 người gì đó. Xong bắt đầu là có cái chương trình là phụ nữ khởi nghiệp. Thế là nói tôi xin đăng ký cái mô hình trà dây. Thế là cũng đi thi được giải ba cấp huyện. Xong về cũng được tỉnh hội công nhận trao tặng phương tiện sinh kế 5 triệu. Giữa núi rừng Cát Tiên, nơi mới chỉ được phụ sóng điện thoại vài tháng nay nên khi muốn học hỏi cách làm trà ủ sấy, chị Đê Rờn phải di chuyển hàng chục cây số xuống trung tâm xã để xin nhờ wifi. Trà dây sau khi được trồng thành công trong vườn nhà, từ 8 đến 9 giờ sáng là thời điểm để hái, vì lá trà vẫn còn căng tròn, chưa bị mất nước bởi nắng gắt. Trà dây được pha với nước đun sôi, ngâm trong khoảng 3 phút, nước trà có màu vàng óng trong vắt. Khi thưởng thức, trà sẽ có vị chát rồi chuyển dần sang ngọt thanh, đọng lại trong miệng. Và địa phương xã Phước Hai thì huyện Cát Tiên, trên Lâm Đồng là có cái mô hình trà dây của chị Ca Đề Rường. Những năm trước đây á, thì gia đình của chị Ca Đề Rường này cũng làm theo cái thủ công. Và cái diện tích hiện nay đối với gia đình chị là được 5 sao. Và cái sản phẩm đầu ra thì lúc nào cũng khan hiếm hàng. Do đó thì cái mặt hàng của sản phẩm trà dây của chị Ca Đề Rường là vẫn còn nhỏ. Tuy nhiên thì trong thời gian tới này, địa phương sẽ xây dựng cái mô hình ô cốp để nâng cái giá trị sản phẩm cho cái mô hình trà dây. Đây là một mô hình là địa phương cần phải quan tâm và tương lai lâu dài và để cho bà con có cái phát triển cái diện tích. Thì địa phương cũng xây dựng kế hoạch và vận động bà con phát triển cái diện tích nó ít nhất cũng phải từ 5 hectare trở lên.